Đăng và Linh Trình xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, mở rộng ra Houston, Texas trên băng tần 27.7 và trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Mở đầu cho chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý trong phần tin thế giới và Hoa Kỳ cùng với đài truyền IBC TV. ECB tăng lãi suất lên mức cao nhất mọi thời đại. Hình ảnh vệ tinh xuất hiện cho thấy trại Wagner ở Belarus đang bị dỡ bỏ. Lính cứu hỏa dập lửa chung cư ở Dagestan. Tổng thống Joe Biden cho biết tấn công các đảng viên Cộng hòa vì MAGAnomics khi chính phủ sắp đóng cửa. Lời cảnh tỉnh, đợt nắng nóng gần đây ở Arizona khiến ít nhất 202 người thiệt mạng. Sau đây sẽ là các bản tin chi tiết, mở đầu tin tức từ Belarus. Xin kính mời quý vị đến với phần tường trình của xứ ngôn viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, hình ảnh vệ tinh xuất hiện cho thấy trại Wagner ở Belarus đang bị dỡ bỏ. Các hình ảnh vệ tinh về một căn cứ quân sự ở phía đông nam của thủ đô Minsk của Belarus được chụp vào hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 vừa qua, dường như cho thấy việc tháo dỡ các lều trại trong những tuần gần đây. Điều này có thể cho thấy căn cứ của Wagner, công ty lính đánh thuê của Nga, đứng đằng sau một cuộc binh biến thất bại đã sắp đóng cửa. Vào ngày 23 tháng 8, ông chủ của Wagner là Yevgeny Prigozhin và các trung úy hàng đầu của ông đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay riêng mà ông sử dụng bị rơi trong những tình huống cho đến nay vẫn chưa giải thích được, khiến cho số phận của những người lính đánh thuê của ông bị nghi ngờ. Các hình ảnh về căn cứ quân sự Tisel ở vùng Mogilev được chụp vào ngày 25 tháng 7 và ngày 25 tháng 8 và ngày 9 tháng 9 và do công ty hình ảnh trái đất Planet Labs cung cấp, dường như cho thấy việc dỡ bỏ dần các lều trong trại. Hãng thông tấn Reuters không thể xác minh bản chất của những thay đổi trong trại. Vào tháng 6, nhóm Wagner đã phát động một cuộc binh biến ngắn chống lại những người đứng đầu quân đội ở Nga bị Tổng thống Vladimir Putin lên án là phản quốc. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã mời Wagner thiết lập các hoạt động tại đất nước của ông như một phần của thỏa thuận chấm dứt cuộc binh biến. Tiếp nối là bản tin về kinh tế. ECB tăng lãi suất lên mức cao nhất trong mọi thời đại. Theo đó, Ngân hàng Trung ương Âu Châu ECB đã tăng 3 mức lãi suất căn bản, thêm 25 điểm căn bản BPS vào ngày thứ Năm vừa qua, và đưa lãi suất lên mức cao nhất trong mọi thời đại. Đây là lần tăng lãi suất thứ 10 kể từ tháng 7 năm ngoái khi ECB nỗ lực kiềm chế lạm phát trong khối 27 thành viên. Theo thông cáo báo chí mới nhất của ECB, lãi suất đối với các hoạt động tái cấp vốn chính và lãi suất đối với các cơ sở cho vay cận biên và cơ sở tiền gửi sẽ lần lượt tăng lên 4,5% và 4,75% và 4%, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2023. Quyết định này được đưa ra tại các cuộc họp chính sách tiền tệ trong ngày thứ Năm vừa qua, sau khi Ủy ban Âu Châu cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Liên minh Âu Châu EU và khu vực đồng Âu Kim trong ngày thứ Hai đầu tuần. Ủy ban đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng mùa xuân và hiện dự kiến tổng sản phẩm quốc nội GDP của EU sẽ tăng 0,8% vào năm 2023 thay vì dự báo 1% trong ước tính mùa xuân và 1,4% vào năm 2024, mức điều chỉnh giảm 1,7% dự báo vào mùa xuân. Mức tăng trưởng dự trù của khu vực đồng Âu Kim, bao gồm các nước EU sử dụng đồng Âu Kim, cũng đã được điều chỉnh giảm xuống 0,8% vào năm 2023 và 1,1% dự báo vào mùa xuân, với mức dự báo của năm 2024 được điều chỉnh giảm xuống 1,3% từ 1,6%.
Đội cứu hộ quốc tế ở Maroc vẫn chưa thành công trong việc tìm kiếm người sống sót. Vào hôm thứ Năm ngày 14 tháng 9, các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế được điều động tới làng Tik của Maroc vẫn chưa thành công trong việc tìm kiếm những người sống sót. Theo số liệu chính thức mới nhất, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra ở dãy núi Hai Atlas vào cuối ngày 8 tháng 9 đã giết chết 2.946 người và làm bị thương 5.674 người, khiến đây trở thành trận động đất nguy hiểm nhất ở Maroc kể từ năm 1960 và mạnh nhất kể từ ít nhất năm 1900. Chính phủ cho biết họ đang làm mọi thứ có thể để giúp đỡ tất cả các nạn nhân trong trận động đất này. Hình ảnh của lính cứu hỏa dập lửa chung cư ở Dagestan. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga, các đội cứu nạn khẩn cấp đã ứng phó với vụ cháy của một tòa chung cư ở Samader Dagestan trong ngày 14 tháng 9 do hỗn hợp khí không khí gây ra. Theo bộ này cho hay, hình ảnh từ hiện trường cho thấy lính cứu hỏa và đội cứu thương bên ngoài tòa nhà 5 tầng, nơi mà 70 người đã được di tản. Thông tin sơ bộ từ bộ cho biết không có thương vong nào được ghi nhận. Hoa lan đầy màu sắc tô điểm cho Bogota tại hội chợ quốc tế. Colombia đã tổ chức vào hôm thứ Năm ngày 14 tháng 9 phiên bản thứ 20 của triển lãm hoa lan quốc gia và phiên bản đầu tiên của hội chợ phiên bản quốc tế với Mexico là khách mời danh dự. Du khách trong nước và quốc tế đổ về vườn bách thảo Bogota, ngạc nhiên trước sự đa dạng về hình dạng, màu sắc và kích cỡ của các loài thực vật. Giám đốc vườn bách thảo Bogota Liliana Petromo cho biết, hơn 1.000 loài thực vật từ các vùng khác nhau của Colombia và Mexico sẽ tham dự sự kiện này. Hoa lan là quốc hoa của Colombia và theo vườn bách thảo, đất nước này tự hào có 7.270 loài, nhiều nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Và vừa qua là những bản tin chính trong phần tin thế giới. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Rất kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền IBC TV quay trở lại trong phần tiếp nối những tin tức cập nhật trong phần tin Hoa Kỳ.